mọi người biết ấy, thì mọi người chỉ cần sắp quan nước và mọi người có thể luôn thì mà ăn thấy cái này ra nó mùi lắm đấy. Còn nữa tiếp đi, ở trong này sẽ có một cái bút đen này, có một cái bút đen mà cái này mọi người cũng phải là xảy ra rất là dễ, chỉ cần bóc một cái thôi. Cá trong này nữa. Cái này chấm tương ớt ăn thì rất là hợp. Được rồi. Sau đây là cái này gọn hơn. Sau đây là món, món này là món cá trích này. Lúc nãy làm hơi ít nhỉ. Đẹp đấy. Nó xương cá này to thì nó bỏ thở á.